Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách nấu cái chè bưởi này mà để cho cái chè của mình nó không có bị đắng và cái thịt bưởi của mình nó sẽ nó dai dai, nó giòn giòn. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng là hai cái trái bưởi nhỏ. Nếu mà mình có một cái trái bưởi to khoảng cỡ gần 1 kg thì mình lấy một trái thôi. Còn nếu mà trái này nó nhỏ thì mình dùng hai trái. Mình sẽ cắt ra và mình chỉ lấy cái phần vỏ trắng thôi. Sau khi mình cắt hột lựu, những cái hột nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn đó, thì một hồi mình bóp á, mình dùng muối. Ở đây là mình sẽ dùng 100 g muối đó, 100 g muối bỏ vô đây. Và mình dùng là một muỗng canh bột năng nữa. Sau đó mình sẽ dùng tay mình bóp đều như thế này nè. Mình bóp khoảng 5 phút á, để cho cái muối với lại cái bột năng á, nó sẽ dễ thấm vào trong cái bưởi của mình, và cái vị cay vị đắng nó sẽ giảm bớt đó. Mình cứ bớt thế này 5 phút nha. Sau đó mình sẽ cho nước vào trong đây, mình ngâm ở đây khoảng, nếu mà mình không có thời gian á thì mình ngâm mình rửa liền, mình bớt mình rửa liền luôn. Còn nếu có thời gian thì mình có thể ngâm từ 1 đến 3 tiếng, hoặc là tại vì bây giờ là buổi tối cho nên là mình có thể để qua đêm thì càng tốt luôn. Thì bây giờ cũng đã khuya rồi cho nên là bây giờ mình sẽ để cái này mình ngâm qua đêm nha. Mình sẽ lấy cái nắp á, mình đè lên cái mình chặn nó lên cho nó ngấm vào, cho tất cả các bưởi của mình nó ngấm vào trong cái nước. Rồi bây giờ mình sẽ để qua đêm, ngày sáng mai dậy mình sẽ rửa sạch. Sau khi ngâm qua đêm thì bây giờ mình sẽ lấy cái nắp này ra. Sau đó mình sẽ bóp, dùng hai tay á, mình bóp khoảng 5 phút. Rồi sau đó mình sẽ rửa lại với nước sạch. Nói chung là lửa khi nào mình thấy cái nước của mình nó trong mà nó clear luôn á, mình sẽ bắt nồi nước lên và bỏ vào đây là một muỗng canh đường phèn nè. Rồi tiếp đến là một muỗng canh bột năng nữa. Bột năng mình sẽ khuấy đều lên. Lúc này là cái nước của mình là mình chưa có nấu, lúc này nó đang còn lạnh là mình mới bắt lên, là mình quấy lên chưa bật lửa lên đó. Khi mình quậy nó tan hết rồi thì mình sẽ bỏ hết cái phần bưởi. Phần bưởi nãy mình vừa mới vắt ráo nè, mình bỏ vô tray. Sau đó mình sẽ luộc khoảng 10 phút. Sau 10 phút á, thì mình sẽ vớt hết tất cả những cái bưởi này ra. Sau đó mình rửa qua nước lạnh và mình vắt thật là ráo. Ở đây mình sẽ dùng 100 g bột sắn dây và 100 g bột năng. Nếu mà mình không có bột sắn dây, mình có thể dùng 200 g bột năng luôn. Và sau đó mình sẽ dùng một cái chén nước này, mình bỏ vào trong cái bột sắn dây, mình quậy tan lên. Rồi sau đó mình sẽ đổ cái phần bưởi vào, mình trộn đều lên hết. Tiếp đến đây là 100 g bột năng mình đổ ra sau, đổ hết vào luôn. Bây giờ nước thật sôi rồi, mình sẽ cho hết tất cả những cái bưởi vào. Mình sẽ đi luộc, luộc trong vòng khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ vớt hết tất cả cái bưởi này ra, mình bỏ vào trong thau đá lạnh. Thì vì mình không có thau đá lạnh ở đây thì mình sẽ dùng cái nước lạnh thật là lạnh của cái vòi nước lạnh á. Nếu mà các bạn nào mà có đá sẵn ở nhà thì mình bỏ vào thau đá lạnh thôi. Còn mình không có đá cho nên là mình sẽ giống như mình sẽ rửa qua cái nước lạnh, vì cái vòi nước lạnh của mình ở bên đây hiện giờ rất là lạnh luôn. Cho nên mình sẽ rửa qua khoảng gần 6-7 lần rồi đó, đến khi nào cho thấy nước của mình nó lạnh thật lạnh luôn. Rồi thì bây giờ sau khi mình rửa khoảng 6-7 nước bằng nước lạnh này, bây giờ cái nước đây nó cũng rất là lạnh lắm. Mình sẽ ngâm trong cái nước lạnh này khoảng 10 phút, sau đó mình vớt ra, mình để ráo. Trong thời gian đó thì bây giờ mình sẽ đi nấu đậu xanh nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng là 200 g đậu xanh. Mình sẽ nấu đậu xanh 200 g.
Khi nào nước nó sôi, thật là sôi rồi thì mình sẽ chắc hết nước ra. Sau khi nước sôi thì mình sẽ chắc hết nước ra, mình sau đó mình sẽ đậy nắp lại, mình bật lửa nhỏ, mình nấu trong vòng khoảng 15 phút thì đậu xanh của mình nó sẽ chín. Mình sẽ sử dụng ở đây là 150 lít nước, rồi mình có chừa lại một ít nước, khoảng nửa chén nước đó, mình bỏ vào 75 g bột năng, mình khuấy đều rồi mình để riêng đó. Bên cạnh đó thì mình có thể sử dụng bất kỳ cái loại đường nào mà mình trong nhà mình có. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 300 g đường phèn để cho nó ít ngọt hơn, hoặc mình dùng đường cát trắng hoặc là đường thốt nốt, đường nâu gì cũng được hết. Thì bây giờ mình sẽ cho 300 g này, 300 g đường phèn này vào bên trong cái nồi này mình nấu lên nha, nấu lên nha. Sau đó mình sẽ bỏ vào trong đây một ít lá dứa. Thì mình nấu khi nào sôi lên rồi thì bắt đầu mình sẽ chế cái nước bột năng này vào. Sau khi nước sôi rồi thì mình sẽ vớt cái lá dứa này ra. Sau đó mình sẽ cho bưởi và đậu xanh vào. Nước sôi mùi lá dứa thơm quá các bạn ơi. Tiếp đến là mình sẽ cho bưởi vào nha. Mình sẽ cho bưởi vào. Sau đó mình sẽ chế hết cái nước bột năng này vào. Mình mở lửa riu riu. Mình sẽ bỏ vào đây một tí muối nữa. Chút xíu thôi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ hết cái đậu xanh vào. Mình quậy đều lên. Nè các bạn thấy không, cái chè bưởi của mình nó sệt 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 nè. Nó cũng không có đặc lắm mà nó cũng không có lỏng lắm. Rồi nồi chè bưởi đã xong rồi đó các bạn. Thơm nức luôn, thơm mùi bưởi, thơm mùi lá dứa. Ôi thơm ơi là thơm luôn. Nhìn mà chảy nước miếng rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp đến là mình sẽ đi nấu cái nước cốt dừa nha. Mình sẽ cho vào đây là một lon nước cốt dừa. Sau đó sẽ cho một muỗng canh đường thôi, vì mình ít ăn ngọt lắm. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì mình cho thêm đường, thì mình cho ở đây một muỗng canh đường. Với lại mình cho vào đây vào nửa muỗng cà phê một muối nữa. Mình sẽ sử dụng nửa chén nước nước lạnh đó, mình pha với một muỗng canh bột năng và nửa muỗng canh bột gạo. Thì mình dùng nửa muỗng canh bột gạo này giống như mình làm để mình pha với hỗn hợp nước cốt dừa đó. Thì khi mình quậy nhiều lần thì nó sẽ giúp cho giống như cái nước cốt dừa của mình nó sẽ không bị lỏng ra đó. Thì bây giờ mình sẽ đổ hỗn hợp này vào trong nước cốt dừa luôn nha các bạn. Mình sẽ quậy đều nó, mình mở lửa mình quậy đều nó. Rồi nước cốt dừa của mình nó đã sệt như thế này nè các bạn. Đó, nhìn hấp dẫn và thơm mùi nước dừa dễ sợ luôn á. Thì bây giờ nước cốt dừa của mình cũng đã xong. Cái chè bưởi của mình nè, nó đã chín rồi nè, thấy không? Dừa chín luôn, rồi nước cốt dừa cũng đã chín nữa. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ ra chén mình ăn nha. Và điều đặc biệt là cái chè bưởi này mình ăn lạnh á, nó sẽ ngon hơn là mình ăn nóng đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho ra chén nha, nhìn các bạn thấy nè. Đã chưa? Đó, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa các bạn? Mời các bạn nha. Đó, nó sệt sệt sệt, nhìn rất là đã luôn á. Ai muốn ăn chè bưởi liên lạc với CC nha, 1 đồng một chén thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước cốt dừa. Nước cốt dừa bên đây. Nước cốt dừa sệt sệt. Đó.
bỏ lên trên top này đó, nhìn hấp dẫn chưa? Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Mình cũng mến chúc các bạn cũng sẽ nấu món chè bưởi này thành công nha, sẽ không bị đắng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.